Chiều 1 tháng 8, nhiều chủ xe tìm đến các điểm đăng ký dịch vụ thu phí không dừng trong ngày đầu tiên áp dụng triển khai thu phí ETC trên cả nước. Ghi nhận tại trạm thu phí Cần Thơ Phụng Hiệp, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cho thấy nhiều chủ phương tiện đã ùn tìm đến điểm đăng ký dịch vụ ETC. Theo thông tin, khoảng một tuần qua, hầu như nhân viên tại các điểm đăng ký ETC đều làm việc hết công suất để kịp thời đáp ứng nhu cầu người dân đến đăng ký. Mỗi ngày ở trạm cũng rất là đông, một ngày nói chung mà dán đông tầm khoảng 150 đến 200 xe là một ngày, còn nếu ít như ngày thứ bảy chủ nhật là tầm 60-70 xe trở lên. Thấy 1 tháng 8 nó bắt buộc phải thu phí tự động, không dừng thì khách cũng ghé tại trạm dán thẻ rất là nhiều, lưu lượng qua trạm càng ngày càng đông, thì khách cũng muốn sử dụng dịch vụ VTC để cho mà lưu thông qua trạm cho nó nhanh đó. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, hiện nay một số điểm tiếp nhận đăng ký dịch vụ ETC đã thông báo không tiếp nhận đăng ký mới vì đã hết thẻ y tá. Điều này đã khiến cho nhiều người phải di chuyển hàng chục km đến Cần Thơ để đăng ký dịch vụ ETC. Đi du lịch 4 chỗ, em ở Cà Mau, chạy tuốt ở đây luôn. Giờ tại Cà Mau hết thẻ anh. Thông báo là không dán sau ngày 1 tháng 8 là bị phạt đó. Ký qua trạm không dừng á. Cũng theo ghi nhận, đến chiều 1 tháng 8 tại trạm BOT Cần Thơ Phụng Hiệp, tình hình xe lưu thông qua đây ổn định thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ khi qua trạm. Tuy nhiên, tại đây hiện vẫn phải duy trì 4 làn thu phí hỗn hợp và 2 làn thu phí thuần tự động do tỷ lệ các phương tiện chưa đăng ký sử dụng dịch vụ ETC còn khá nhiều.